Sau một hồi đến sư vạn hạnh không có trò chơi mạo hiểm thì hôm nay Quy quyết định đến công viên Lê Thị Riêng để chinh phục những trò chơi mạo hiểm. Lướt trên TikTok, Facebook đồ á là công viên này có rất là nhiều trò chơi mạo hiểm luôn và bây giờ là đang tìm kiếm đưa mắt đi tìm những cái trò chơi mạo hiểm. Buổi sáng ở công viên Lê Thị Riêng thì hầu như không có người, cực kỳ ít luôn. Đa số là mọi người đi thể dục là chính. Tới cái khu này chị thấy có rất là nhiều trò chơi, chị khoái khoái rồi, chị vui vui rồi nha. Hồi nãy không cho chị chơi á, chỗ chị buồn ơi là buồn. Mà bây giờ chị thấy mấy cái máy này xong á, chị khoái trong lòng rồi. Bây giờ là chị nói là ba ơi ba, chuẩn bị là mình đi mua vé. Ổng chưa có chịu đi, ổng ngồi như này, ổng nhúng như này rồi chị cũng tìm một con ngồi nhúng chơi. Đó, mỗi cha con mỗi đầu khác nhau nói chuyện. Người kia nói chuyện nhìn qua người nọ cứ vậy nói biết. Đó, bắt đầu là đưa mắt tìm trò chơi, nói ủa sao ba ơi, sao khu công viên không có ai chơi hết vậy? Tiếp tục là hai ba con xách vali rồi đi tiếp nữa để kiếm tìm trò chơi. Hên quá chị tìm thấy một cái trò chơi gì đó xích đu nè. Rồi đung đưa lúc lắc một hồi. Ổng cũng không vừa đâu, bây giờ ổng treo lên một cái bậc bên. Ổng kêu em là chơi chung với ổng. Trời ơi em mắc cười dễ sợ luôn á. Đó ổng nhúng ổng quắc rồi chơi, trời ơi bể bụng. Vì thì truyền từ cái xích đu này qua xích đu khác. Cái mặt này là cái mặt chuẩn bị là mời chơi chung nè. Hèm râu ổng đâu giá vài tỷ mà ổng chưa bán nha mọi người. Bây giờ là Tường Vi chạy qua chơi chung với ba nè. Chù hai cha con đúng mắc cười luôn. Nhúng quá trời nhúng mỏi chân đau bụng rồi bắt đầu cái tìm kiếm một trò chơi mới. Chơi mấy trò chơi không tốn tiền á, cái bị nản, bị buồn, không ai chơi cùng. Hai ba con quyết định là đi tìm một cái khu trò chơi mới. Nói ủa sao buổi sáng mà không có ai chơi hết chị ba. Rồi bắt đầu dẫn đi vô phía bên trong kia, nghe nhạc sập sình là mình tìm hiểu thử là ở trong này là chơi trò chơi gì mà sao mà mở nhạc đùng đùng luôn. Đó thì mọi người vào bên trong này chỉ có nhúng thôi. Và Vi đã quyết định là chơi trò chơi này. Trò chơi này á hầu như là mình thấy người lớn cũng chơi nè, chị em cũng chơi nè, ai cũng khoái cái trò này hết. Đây là cái khúc mà chị năn nỉ ông ba chỉ là cho chị chơi trò chơi nhảy nhảy nhúng nhúng đó, mà quyết định là ông không có cho chơi. Buổi trưa nắng nóng đồ các kiểu, bây giờ là dẫn tới một cái công viên khác cũng không chịu đi, cái mặt là không chịu đi nè. Sau đó ông trèo lên cái xích đu miễn phí này ông chơi, ông nói quỵnh đồ chơi trò chơi đây mạo hiểm đồ vui vui đồ. Cha ngồi cha lắc lư cha cư một mình là cha hé mỏ hé miệng chu cha cư quá cha cư banh làng banh sớm. Và cuối cùng là dụ được ẻm đi lên trên cái trò chơi này. Cuối cùng tưởng đâu là dụ chị được chơi trò chơi này là vui vẻ lắm rồi, mà ai vậy là chị không có thích chơi trò chơi này. Quyết định là bây giờ là định đi về rồi nha, là không có chơi trò chơi gì nữa hết á. Bắt đầu đi ra cái cổng trước của công viên nè. Ông tìm được cái con ngựa trò chơi, ông ngồi đó, ông ngồi ông lắc lư ông đung đưa như thiệt vậy trời. Vì nói là ba ơi ba, con thích chơi trò chơi đó, không chơi được trò chơi là cái mặt bí xị luôn. Rồi cái mặt chỉ là bí xị như thế này nè, đó mặt không vui nha. Ông cha cố tình cười đồ rật giỡn đồ quá cho giỡn. Đây là cái lúc Vi đang buồn nè. Sau một hồi hờn giận của hai cha con thì quyết định là ông cho Vi chơi trò chơi này. Trời ơi chị cực kỳ vui luôn. Bây giờ là dẫn vào để mua vé để chơi nè.